tham thì thầm. Trước khi cho các ngươi xuống thế gian, lần lượt từng người hãy nói cho ta nghe, khi xuống đó, các ngươi muốn cuộc đời mình sẽ như thế nào? Dạ, Muôn Tâu Ngọc Hoàng, khi được xuống trần gian, con sẽ tận dụng hết cuộc sống để cống hiến ạ. À, con nguyện cả đời sẽ là một tướng quân dũng cảm, xông pha trận mạc. Còn con sẽ dành hết cuộc sống để hưởng thụ ạ. À, con muốn trở thành một viên quan huyện đầy uy quyền. Dạ, con thì sẽ vừa cống hiến, vừa hưởng thụ ạ. À, con muốn hưởng cuộc sống nhàn nhã, thanh thản của một người dân thường, ngày làm việc, tối về vui vầy bên mâm cơm gia đình. Các người nói ai cũng đều có cái đúng. Nhưng ta thấy người thứ ba là người hoàn chỉnh nhất, xứng đáng nhận 100 điểm. Còn hai người còn lại, mỗi người mới chỉ được một nửa của sự trọn vẹn, nên chỉ nhận 50 điểm thôi. Nào, giờ thì hãy bắt đầu cuộc sống của mình nhé. Hỡi các chiến binh, xung phong! Gia! 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 Quan lớn, lát nữa xin ngài xử giúp tôi thắng vụ này, tôi sẽ không quên ơn ngài đâu ạ. Yên tâm, việc gì ta cũng lo được hết mà. Tiến lên, tiêu diệt kẻ thù. Tướng quân, xin người hãy tỉnh lại. Tướng quân. Chà chà, từng này của cải thừa đủ cho ta sung sướng cả đời rồi. Dương Kim, ông đã bị bắt vì tội tham ô, mau theo chúng tôi về triều đình lĩnh án. Sao lại thế được? Không, tha cho tôi không muốn chết. Không. Ta đã tới lúc gần đất xa trời, nhưng chẳng có gì để lại cho các con ngoài ngôi nhà này. Sau khi cha qua đời, các con hãy cố gắng mà làm ăn, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Cha ơi! Các người mới từ hạ giới trở về, xem ra có những kết cục thật là khác nhau. Không phải trước đây ngươi đã từng nói sẽ dành cả cuộc đời mình để hưởng thụ sao? Sao giờ ngươi lại ra nông nỗi này? Thần vì quá ham hưởng thụ, bị mọi người căm ghét, nguyền rủa nên mới ra nông nỗi này đấy ạ. À, nhà ngươi thật đáng thương. Còn nhà ngươi, sao trông cũng thảm thương thế kia? Dạ, Muôn Tâu Ngọc Hoàng. Cuộc sống của thần thầm lặng, cũng giống như bao người khác, bình bình trôi qua, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Chẳng để lại gì, nên người đời cũng chẳng ai oán trách, mà cũng chẳng có ai nhớ đến ạ. Có vẻ ngươi là người trở lại thiên đình với dáng vẻ khá tự tại. Không lẽ cả đời ngươi chỉ làm việc và cống hiến mà không thấy mệt mỏi sao? Dạ, thưa Ngọc Hoàng, trần gian người đời công bằng lắm. Chính vì cả đời thần cống hiến, làm thật nhiều việc nghĩa, nên thần luôn được mọi người yêu mến. Khi mất, thần còn được mọi người lập một đền thờ và đeo cho một vòng hoa đầy kính trọng đấy ạ. À, hóa ra ta đã nhầm khi cho điểm các ngươi. Chỉ có những người cả đời cống hiến, làm việc mới được người đời ca tụng. Chiếc bánh mì. Con ở nhà ngoan, mẹ đi chợ bán hàng. Chiều về mẹ mua bánh cho con nha. Mẹ cho con theo với, con sẽ xách đồ cho mẹ. Con không muốn ở nhà một mình đâu. Thôi được rồi, nhưng con phải ngoan, không được chạy nhảy nghịch ngợm trong chợ đó nha. Dạ, con nhớ rồi. Ai bánh mì đây? Bánh mì nóng giòn đây. Để mẹ mua cho. Chị làm ơn lấy cho tôi chiếc bánh này của chị nè. Cảm ơn. Con không ăn cái này đâu, con muốn cái kia. Bánh này ngon mà, có cả dâu tây tươi,
cái kia nhiều kem lắm, ăn vào sâu răng đó con à. Không, con thích ăn cái kia. Thôi nào, mẹ biết rồi. Thế con ăn cái này nha. Cô ơi, cháu đói quá cô ơi. Cô có thể mua cho cháu ổ bánh mì được không ạ? Không có đâu, đi đi. Cô ơi, cháu. Đi đi, đã bảo mà. Tội nghiệp bạn kia quá mẹ ơi. Bạn ấy có làm gì đâu mà bị xua đuổi như thế. Cháu ơi, lại đây cô bảo. Dạ, cháu, cháu. Cháu vào đây. Cháu đang đói lắm phải không? Ăn chiếc bánh này đi. Cô cho cháu hả? Phải, cầm lấy đi ăn cho nóng. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô tốt với cháu quá. Ừ, cháu ăn đi cho đỡ đói. Sao mẹ lại... Cậu bé ấy đang đói mà con. Nhưng nhà mình cũng nghèo mà mẹ. Cô kia giàu thế còn không cho gì. Nam, con biết không? Sự giàu có đôi khi không đo được bằng tài sản vật chất của ai đó đâu con à. Thế thì đo bằng gì hả mẹ? Đo bằng tấm lòng, bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia mà con dành cho người khác con trai à. À, ra thế, con hiểu rồi mẹ ơi. Vậy thì mẹ của con thật giàu có. Đúng rồi, chúng ta nên trở thành những người giàu có như thế. Câu chuyện của hai vĩ nhân. Tôi đã xin ứng trước tiền lương chỗ làm thêm mà vẫn không đủ. Không biết làm sao đây. Tuần sau là hạn cuối nộp học phí rồi. Tớ cũng có hơn gì cậu. Kỳ vừa rồi tớ đã làm tận 3 công việc cùng một lúc mà vẫn không đủ tiền. Chắc chúng ta phải bảo lưu kết quả thôi. Chứ không nộp học phí đúng hạn là bị đuổi học mất. Không được, tớ đã phải rất cố gắng mới bước được chân đến ngôi trường này. Tớ không thể để bao nhiêu công sức của mình đổ xuống sông xuống biển được đâu. Tớ cũng có muốn thế đâu. Còn hơn chục ngày nữa chúng ta sẽ tìm ra cách thôi, đừng bi quan. Này, cậu có đến buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm Inashitay Baderuski không? Hay lắm đấy, vé hiếm quá. Tớ lùng mấy hôm nay mà không được. Ước gì có một buổi hòa nhạc cho sinh viên tụi mình nhỉ. Này, tớ nghĩ ra cách rồi. Chúng ta có thể tự tổ chức buổi hòa nhạc cho sinh viên tại trường. Nếu khéo ra, có thể kiếm được một khoản tiền đủ tiền học phí. Chúng ta sẽ mời nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Baderuski. Đúng rồi, sao không chứ? Tớ sẽ liên lạc với ông ấy. Xin lỗi, có phải hai cậu là sinh viên trường Stanford? Vâng, đúng rồi. Mời anh ngồi. Anh hẳn là quản lý của nghệ sĩ dương cầm tài ba Inasi J. Badireski. Đúng vậy, vì tôi đang vội nên xin phép vào chủ đề chính luôn. Để Badireski biểu diễn trong buổi nhạc hội của các anh, chúng tôi yêu cầu một khoản phí đảm bảo là 2.000 đô la. Chúng tôi hiểu khoản phí như vậy là phù hợp với một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại. Nhưng liệu bên anh có thể xem xét hạ mức phí này xuống không? Anh biết đó, chúng tôi đều là sinh viên và... Thật sự không thể giảm được nữa. Các anh cũng biết là thù lao của Badireski rất cao. 2.000 đô la là khoản phí đảm bảo thấp nhất rồi. Thôi được, buổi biểu diễn của một thiên tài âm nhạc thì không nên ngã giá. Chúng tôi chấp nhận. Tuyệt quá, thật tuyệt. Tớ chưa từng được nghe những âm thanh tuyệt vời như vậy. Tớ cũng vậy. Thật không bỏ công chúng ta tổ chức buổi hòa nhạc hôm nay. Sau khi được nghe những âm thanh đó, đến lúc chúng ta phải quay về với thực tại thôi. Tớ e rằng số vé bán ra không được như mong đợi. Ừ, tớ cũng đã tính sơ sơ rồi. Tiền thù lao cho Badireski còn chưa đủ. Huống chi... Thành thật xin lỗi ngài. Chúng tôi tổ chức buổi nhạc bán vé với hy vọng sau khi trả phí đảm bảo thì còn dư một khoản đóng học phí. Vậy mà chúng tôi chỉ có được 1.600 đô la. Vậy là chúng tôi nợ ngài 400 đô la. Nhưng chúng tôi hứa khi nào kiếm được tiền, chúng tôi sẽ trả nợ cho ngài.
đây là tiền và giấy ghi nợ, xin ngài nhận cho. Thế còn việc học tập của hai cậu cũng chẳng biết làm sao. Có lẽ chúng tôi đành bảo lưu kết quả vài năm đi kiếm tiền. Nếu kiếm đủ tiền, chúng tôi sẽ quay lại học vậy. 1.600 đô la này các cậu cứ cầm lấy. Sau khi trừ hết tất cả các chi phí cho buổi biểu diễn, còn bao nhiêu các cậu cứ giữ lấy mà đóng học phí. Ngài nói sao? Các cậu còn chưa hiểu ý của tôi à? Ý tôi là số tiền này, sau khi trừ chi phí tổ chức hòa nhạc, các cậu cứ cầm lấy trang trải cho việc học hành. Còn tiền biểu diễn của ta, cứ coi như ta đã đóng góp cho quỹ khuyến học của trường, được chứ? Cảm ơn ngài. Ngài không chỉ là một nghệ sĩ thiên tài, mà còn là một nhân cách lớn. Nhiều năm sau, Paderewski đã trở thành thủ tướng Ba Lan. Lúc bấy giờ, Ba Lan vừa trải qua chiến tranh thế giới, đất nước bị tàn phá nặng nề. Hơn 1,5 triệu dân Ba Lan đang có nguy cơ chết đói. Các tổ chức cứu trợ cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Nhiều quốc gia cũng đang lâm vào tình trạng này. Phải làm sao đây? Thưa thủ tướng, có tin vui. Tin vui gì? Cậu nói mau đi. Dạ, cơ quan cứu trợ lương thực Hoa Kỳ vừa gửi thông báo trả lời đồng ý giúp đỡ và hàng ngàn tấn lương thực đang trên đường tới Ba Lan. Hay quá, nhân dân được cứu rồi. Cậu mau lên kế hoạch. Ta sẽ đích thân đến gặp người đứng đầu cơ quan cứu trợ lương thực Hoa Kỳ để cảm ơn. Vâng. Lương thực cơ quan ngài gửi tới Ba Lan đã kịp thời cứu sống hàng triệu người dân Ba Lan. Tôi thay mặt quốc gia xin... Ngài không cần phải cảm ơn tôi đâu, thưa ngài thủ tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ, nhưng nhiều năm trước, ngài có giúp đỡ hai cậu sinh viên trẻ tuổi bên Mỹ được tiếp tục đi học. Và tôi chính là một trong hai chàng sinh viên đó đấy. Thế giới này thật tuyệt vời. Khi bạn cho đi, không có nghĩa là cho mất. Không nhận ra mẹ. Giờ này còn chưa ngủ à con? Làm gì mà thức khuya thế? Sáng mai dậy sớm đi học thế nào được? Mẹ, mai là 8 tháng 3, lớp con tổ chức meeting. Lớp con mời các phụ huynh tham gia. Mẹ có thể tham gia với con không? Vậy à, chẳng mấy khi có dịp vui thế. Một buổi chờ cũng không bằng được. Hay quá, thế thì mai mẹ con của mình cùng đến trường của con nhé. Mẹ, tay mẹ hôm nay sao lại sưng phồng lên thế? À, mẹ không sao. Lúc nãy bê bát canh cho khách, chẳng may nước sánh vào nên tay mẹ bị bỏng chút thôi. Mai là khỏi ngay ấy mà. Mẹ cả ngày đi chợ, tối mẹ lại tranh thủ làm thêm, mẹ vất vả quá. Mẹ không sao, mấy chuyện đó đâu có to tát gì chứ. Chỉ cần con luôn chăm ngoan, học giỏi thì mẹ làm thế, chứ làm nữa cũng không thấy mệt đâu. Mẹ... Mẹ ngồi xuống đi. Lâu lắm mẹ mới đưa con tới trường. Hôm nay vui quá. Con trai, chỉ tại mẹ bận quá nên là ít khi tới được cùng con. Con trai mẹ thật thiệt thòi quá. Thay mặt các thầy cô giáo, rất cảm ơn các quý phụ huynh đã tham gia đông đủ vào buổi gặp mặt ngày hôm nay. Để mở đầu, xin mời quý phụ huynh tham gia cùng các em một trò chơi rất thú vị. Hay quá, hay quá. Trò gì ạ cô? Đó là trò chơi sờ ta để nhận ra ba mẹ. Các ba mẹ sẽ xếp thành một hàng. Các con và các ba mẹ sẽ được bịt mắt lại. Và các con sẽ tự tìm ba mẹ của mình. Ai nhận đúng sẽ được phần thưởng. Hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên. Đây chính là ta thằng bé rồi. Chắc chắn thằng bé sẽ nhận ra mình ngay. Không phải thằng bé sao? Hết giờ. Mẹ, ba. Ôi, em nhầm mà. Ôi, em thua mất rồi.
Vậy là chúng ta có 4 cặp mẹ con chiến thắng. Các em hãy cho cô biết làm thế nào các em có thể nhận ra ba mẹ của mình nhé. Tay của mẹ em có một chiếc nhẫn ở ngón út ạ. Tay mẹ em rất mềm và rất quen thuộc với em ạ. Còn tay mẹ em có mùi thơm không lẫn với ai được ạ. Mẹ, mẹ đừng trách con nhé. Thật ra con nhận ra mẹ ngay. Vậy tại sao con không đứng ở trước mặt mẹ? Tại nếu con đứng trước mặt mẹ, chắc chắn cô giáo con sẽ hỏi tại sao con nhận ra mẹ. Bác phải phẫu thuật ngay. Nếu không, cháu e là bác sẽ không nhìn được nữa. Nếu phẫu thuật ngay thì cần đến mấy chục triệu. Làm sao mà xoay sở kịp đây? Hay là vậy? Chị uống nước đi. Vâng, tôi xin. Cảm ơn cô. Cô Quỳnh này, tôi ngại quá, nhưng có chuyện này tôi vẫn phải hỏi cô. Vâng, chị nói đi ạ. Cô biết đấy, tôi bị tiểu đường. Bác sĩ bảo biến chứng lên mắt và nói tôi phải mổ ngay. Nếu không phẫu thuật ngay, tôi sẽ bị mù. Mà cô biết đấy, tôi có một thân một mình. Có họ hàng xa thì họ đều khó khăn cả. Tôi cũng không biết nhờ ai, chỉ có cô là hàng xóm. Cô giúp tôi, cho tôi mượn 30 triệu. Khi nào có tôi gửi lại cô sau. Kể ra chị ấy cũng đáng thương, nhưng số tiền ấy không hề nhỏ. Chị ấy có một mình làm nông nghiệp, bao lâu mới trả nợ được chứ? Mà lúc không trả được thì biết làm thế nào? Em cũng hiểu hoàn cảnh của chị. Nhưng chị à, dạo này em cũng bí lắm. Chồng em đi làm xa, mấy tháng rồi không về, mà cũng không gửi tiền. Ở nhà em lại phải lo cho thằng Tuấn ăn học. Em không có đâu chị ạ. Vậy à? Vâng, mong chị thông cảm. Không sao cô ạ. Thôi tôi xin phép. Hôm nay người ta hẹn tôi vào viện làm thủ tục, tôi phải chạy vào báo với người ta một câu vậy. Dạ vâng, chào chị. Alo, dạ, vâng, tôi Quỳnh đây ạ. Sao cơ ạ? Tai nạn. Vâng, tôi đến ngay. Bác sĩ, thằng Tuấn nhà tôi, sao rồi bác sĩ? Chị là người nhà bệnh nhân Tuấn. Dạ vâng, tôi mẹ cháu Tuấn đây ạ. Tuấn có nhóm máu hiếm, bệnh viện thì đang hết nhóm máu O. Tôi đã huy động hết nhân viên trong viện. Nếu không có máu truyền sớm tôi e là không kịp. Bác sĩ lấy máu của tôi đi. Bác sĩ, bao nhiêu cũng được, miễn là nó được sống. Một mình chị thì không đủ, phải tìm thêm người. Tình thế đang rất nguy cấp, chị mau liên hệ anh em, họ hàng đến xem có ai cùng nhóm máu với cháu không. Nhà tôi một mình đến đây lập nghiệp, chồng thì bỏ đi mấy tháng rồi, họ hàng thì ở xa. Bác sĩ. Vậy thì... Trời ơi, con tôi. Bác sĩ, vừa có một người cùng nhóm máu đồng ý cho máu bệnh nhân Tuấn. Chị có nhóm máu O đúng không? Vâng, tôi nhóm máu O đây ạ. Chị Liên, là chị ư? Chào cô, tôi vừa đến viện để xin hoãn ca mổ mắt thì biết chuyện cháu Tuấn. May là tôi cùng nhóm máu O cô ạ.
Chị ơi, em cảm ơn chị. Thế thì ổn, đủ máu cho Tuấn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.